Xin chào các em, chúng ta bắt đầu học ngôn ngữ giải tích phần bài tập. Hôm nay chúng ta sẽ xét về đạo hàm ở vi phân cấp cao, chủ yếu là xét đạo hàm cấp cao. Trước hết là cái phần định nghĩa trong giờ lý thuyết chúng ta đã được học. Và bây giờ thì chúng ta sẽ xét vào cái ví dụ đầu tiên là chúng ta xét cái hàm số fx bằng x mũ 4 à, x mũ 5. Thì đạo hàm bậc nhất của nó là 5x xì mũ 4. Đúng chưa? Sau đó đạo hàm bậc 2. Đạo hàm bậc 2 là đạo hàm của đạo hàm bậc nhất. Như vậy nó sẽ ra 20x mũ 3. Tiếp tục đạo hàm bậc 3. Đạo hàm bậc 3 là đạo hàm của đạo hàm bậc 2. Như vậy là lấy 20x mũ 3 đem đạo hàm thì ra 60x bình. Tiếp tục đạo hàm bậc 4. Đạo hàm bậc 4 là đạo hàm của đạo hàm bậc 3. Như vậy là 120x. Đạo hàm bậc 5 thì nó sẽ ra là 120. Đạo hàm bậc 6 thì 120 đạo hàm bằng 0. Tiếp nữa là cũng bằng 0. À, như vậy là lớn bằng 6 nhưng mà lớn bằng 5 thì nó bằng 0. Như vậy là với cái chỗ này là lớn bằng 6 nhé. Đánh máy nhầm. Đạo hàm bậc 5 thì đạo hàm cho hàm số bậc 5 thì đạo hàm bậc 6 trở lên thì nó sẽ bằng 0. Như vậy là cái hàm đa thức ấy, thì chúng ta đạo hàm nó rất là dễ dàng. Nhưng mà một số trường hợp chúng ta lại phải xét cái đạo hàm bậc cao hơn. Chẳng hạn ví dụ như y bằng sin x chẳng hạn. Y bằng sin x thì đạo hàm nó sẽ bằng cái gì? Y bằng sin x. Rồi đạo hàm bậc nhất y phẩy sin x đạo hàm sẽ bằng cái gì? Tới luôn. Hỏi luôn nhé. Giới gọi lên sin x đạo hàm bằng cái gì? Nghiêm Xuân Quang bằng cos x ạ. Rồi đạo hàm nó bằng cos x, mà cos x thì nó sẽ bằng cos bằng sin của x cộng với 1 pi trên 2. Bởi vì sao? Bởi vì sin của x cộng pi trên 2 sẽ bằng cos của trừ x phụ chéo mà. Học tối lớp 10 hai góc phụ nhau thì sin cái này bằng cos cái kia, nhưng mà cos của trừ x thì nó bằng cos x. Tiếp tục y hai phẩy bằng cái gì ạ? Y hai phẩy thì bằng sin x trừ sin x trừ sin x. Đúng rồi, trừ sin x chính là sin của x cộng với pi, tức là bằng sin của x cộng với 2 lần của pi trên 2. Tiếp phát nữa. Đạo hàm cấp 3. Xin mời Bùi Đức Thuận. Em ạ. Ừ. Đạo hàm cấp 3 thì bằng trừ cos x ạ. Trừ cos x. Tức là lúc này nó sẽ bằng sin của x cộng với 3 lần của pi trên 2. Cộng 3 pi trên 2. À, cứ thế chúng ta sẽ đoán được ra là đạo hàm cấp n nó sẽ bằng sin của x cộng n của pi trên 2. Và vấn đề còn lại là chúng ta đi chứng minh n thuộc tập hợp số tự nhiên, kể cả n bằng 0 nó vẫn đúng. Đấy, ta sẽ đi chứng minh cái điều này bằng phương pháp chứng minh quy nạp. Đầu tiên là với n bằng 0 trước thì nó có đúng. Với n bằng 0 như này có nghĩa là chính là y không lấy đạo hàm gì cả thì bằng sin của x
và như vậy nó cũng bằng sin của x cộng với 0 nhân pi trên 2. Như vậy là trong trường hợp này là đẳng thức 1 đúng với n là bằng 0. Tiếp, chúng ta giả sử là cái 1 này đúng với n là bằng k. Chứng minh quy nạp đấy. Gối vào cái trên này. Tức là đạo hàm cấp k, tức là y đạo hàm cấp k thì bằng sin của x cộng với k pi trên 2. Cái này đúng. Thì ta sẽ chứng minh cái đẳng thức 1 này đúng với n bằng k cộng 1. Chứng minh theo đúng như là môn logic luôn đấy. Ta sẽ chứng minh đẳng thức 1 này đúng với n bằng k cộng 1. Tức là đạo hàm cấp k cộng 1 của y thì nó bằng sin của x cộng với k cộng 1 nhân với pi trên 2. Này là đúng. Thật vậy thì cái đạo hàm cấp k cộng 1 thì nó chính là đạo hàm của đạo hàm cấp k. Thật vậy, đạo hàm cấp k cộng 1 thì là đạo hàm của đạo hàm cấp k. Như vậy nó là sin của x cộng k pi trên 2 x phẩy. Thế nên đây nó có dạng là sin u. Sin u đạo hàm thì bằng cos u nhân u phẩy cos của x cộng k pi trên 2 nhân với u phẩy, tức là x cộng với k pi trên 2 tất cả phẩy. Nhưng mà x cộng k pi trên 2 tất cả phẩy thì nó bằng 1 mà thôi. Cho nên cái này nó bằng cos của x cộng k pi trên 2 và nó cũng bằng sin của x cộng k cộng 1 nhân pi trên 2. Nếu các bạn không tin thì chúng ta có thể sử dụng công thức cộng để kiểm tra nhé. Dùng công thức cộng để kiểm tra sin của x cộng k cộng 1 pi trên 2 thì bằng sin của x cộng k pi trên 2 cộng pi trên 2. Dùng công thức phụ chéo cũng được, mà dùng công thức cộng này. Sin bằng sin cos, cos sin dấu đồng. Sin của x cộng k pi trên 2 nhân với cos của pi trên 2 cộng với cos của x cộng k pi trên 2 nhân với sin của pi trên 2. Sin của x cộng k pi trên 2 nhân với cos, cos của này thì bằng 0. Cos pi trên 2 bằng 0, công ty bấm máy xem. Sin của pi trên 2 bằng 1 thì cuối cùng nó chả bằng cos của x cộng k pi trên 2 thì còn gì nữa. Nghĩa là hai thằng này bằng nhau còn gì nữa. Đấy, giải thích đấy. Dùng công thức phụ chéo cũng được, công thức trên được. Rồi, như vậy điều này chứng tỏ rằng là cái đẳng thức 1 đúng với n bằng k cộng 1. Như vậy bài toán được chứng minh xong. Tức là đạo hàm cấp n thì nó bằng sin của x cộng n nhân pi trên 2. Tức là sin x mà đạo hàm cấp n thì nó bằng thế này. Hoàn toàn tương tự như vậy với trường hợp cosin. Tuy nhiên nếu như trong bài mà nó cho sin 2x thì mỗi một lần chúng ta phải nhân thêm con 2 vào. Nó lúc đấy nó có dạng là sin u mà. Trong một số trường hợp nếu như nó là một tích thì chúng ta phải sử dụng công thức Newton-Leibniz là như sau. Ở đây thì là
F nhân với G tất cả đạo hàm cấp N, thì nó giống như kiểu khai triển lý thức Newton. Và trong tài liệu có cung cấp cho chúng ta một ví dụ, nhưng mà ví dụ này thì nó hơi khó hình dung. Thầy tao sẽ cung cấp cho một ví dụ nữa, đơn giản thôi. Đơn giản là như sau. Fx bằng x mũ 3 sin x. Yêu cầu đi tính đạo hàm cấp 2021. Của hàm số này. Sigma. Thì theo công thức của chúng ta là f nhân với gx đạo hàm cấp n thì nó bằng sigma k chạy từ 0 cho đến n ckn f đạo hàm cấp k kiểu x, thì cái g phải đạo hàm cấp n trừ k x. Đấy, công thức của nó như thế. Thì bây giờ thì mình áp dụng vào thế nào? Trong trường hợp đặc biệt mà n bằng 1 thì nó rất là dễ. Thì công thức bình thường của các em là trong công thức trong trường hợp n bằng 1 ấy. Thì bây giờ n là nó bằng 2021. Đây không phải là cái f nữa mà đây là f1, f2. F1x thì là bằng x sin mũ 3. Và f2x thì bằng sin x. Thầy giáo lấy cái hàm này để tính đạo hàm nó nhanh ấy. Thì cái f1 này như chúng ta đã biết là đây nó là đa thức bậc 3, cho nên đạo hàm đến bậc 4 là nó bằng 0. Cho nên chúng ta chỉ tính đạo hàm đến bậc 3 thôi. Nhá, và chúng ta nhớ là cái tổng số này là nó phải bằng 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 n. Hai cái mũ nó hai cái đạo hàm ấy nó cộng lại bằng n. Thế thì chúng ta đã tính được ở trên ấy là f là với f1 à f2x bằng sin x, thì cái đạo hàm cấp k của sin x thì nó bằng sin của x cộng k nhân pi trên 2 vừa làm xong mà. Đúng chưa? Như vậy bây giờ chúng ta sẽ điền vào cái bảng sau đây nhá. F1 này. F2. Đạo hàm các cấp. Cấp 0. Cái con này đạo hàm cấp 0 thì nó chính là vẫn là bằng x mũ 3. Con này đạo hàm cấp 0 thì con này phải đạo hàm cấp bao nhiêu? Bên phải là đạo hàm cấp bao nhiêu? Em nhớ. Đạo hàm cấp bao nhiêu? Xin mời Đoàn Tuấn Khang. Có. Ừ, đạo hàm cấp bao nhiêu? Em nhìn lại công thức nhé. Hàm cấp bao nhiêu? Cái con bên trái mà đạo hàm cấp 0 thì con bên phải phải đạo hàm cấp 2021. Bởi vì đảm bảo em nhìn quan sát ở trên này là tổng hai cái này nó phải bằng như này. Một anh là k này, một anh là n trừ k này. Tức là k và n trừ k cộng lại phải bằng n. Thì trong bài này nó bảo là đạo hàm cấp 2021. Đạo hàm cấp 2021. Thì tổng cái số trên nó phải 0221. Con này là con F0 đúng không? Tổng tổng tổng. Đúng. Thì cái này thì bằng chúng ta sẽ thay k bằng 2021 vào đây. Sin của x cộng 2021 pi trên 2. Chốc ta sẽ tính ra. Bây giờ tạm thời để đấy đã. Rồi, thì bây giờ ta lấy đạo hàm cấp 1.
ý nó bằng cái gì?3x bình ạ. Thế thì ở bên phải sẽ đảo hàng cấp mấy? 2020 ạ. Đúng rồi. Vậy thì nó bằng bao nhiêu? Xin của N X, X, cộng X, chữ xấu à? x cộng cả 2020 chia sinh 2. Thêm một con nữa. Thêm con nữa, Đoàn Thị Phương Sinh, à, Nguyễn Thị Phương Sinh. Quá, quá. 6x ạ. 6x, thế cái bên phải là bao nhiêu? Là cái gì? À, phải đóng vào ngoặc ở trên nhé, không là nó thành mũ nhé. Đạo hàm cấp bao nhiêu? À, cái con 2019 ạ. đúng rồi, vậy thì nó bằng bao nhiêu? Sin của x cộng 2019 pi trên 2. Tí mình sẽ tính sau, bây giờ mình chỉ viết vào thì nó sẽ hoảng loạn mất, cứ phải để từ từ đó. Tiếp tục đạo hàm cấp 3, con này thì bằng con gì? Đỗ Xuân Cường. Bằng Bằng 6 ạ. 6. Đúng rồi. Thế bên phải là đạo hàm cấp mấy? Đạo hàm cấp 2018 18. ạ. Đúng rồi. Thế bên này là x bao nhiêu? À, là x nó bằng bao nhiêu? Sin của x cộng 2 cộng 18 pi nhân pi trên 2. Tiếp tục Phạm Thái An, đạo hàm cấp, Một đây là không. đạo hàm cấp 4 trở lên là nó bằng không rồi đúng không? Dạ. Thế bằng không thì bên này có cần tính không? Thích tính cũng được, nhưng mà tích của chúng chắc chắn sẽ bằng không đúng không? Vâng. Tính tiếp thì cũng được luôn, nhưng mà nó phí công mình, bởi vì từ cái đây trở đi là nó bằng không hết rồi. Đây không phải là đạo hàm mà đây là hệ số. Hệ số đây là C0 2021, C1 2021, C2 2021, C3 2021, C4 2021. Rồi nha, thì bây giờ mình tính tiếp một tí này. Mình có thể lúc đầu chưa quen mình có thể xoay mua cái vở ra để viết cho nó dễ. Nào. À quên, cái này nó bằng cái gì? Hai nghìn không trăm hai mươi mốt chia cho pi trên 2 thì nó ra là bằng 1010 cộng với pi trên 2. 1010 là chẵn bỏ đi, như vậy nó chỉ còn lại sin của x cộng với pi trên 2. Sin của x cộng pi trên 2 thì bằng, chính là bằng cos x. Đầu tiên là bằng cos của trừ x, nhưng mà cos đối thì chính là bằng cos x. Tương tự như vậy, cái này là chia ra còn 2000, à 1010 sin của x cộng 1010 là chẵn lần pi, chẵn lần pi thì vứt đi, còn lại là mỗi sin x thôi. 219 thì tương tự chia ra 218, 218 chia ra là 09, là lẻ 09 thì mang vứt đi thì có dấu trừ, nó sẽ ra sin của x cộng pi trên 2, tức là sẽ bằng trừ cos x. 208 chia cho 109, 109 thì lẻ đi, vứt dấu trừ đi, còn lại là sin x trừ sin x, đúng không? Như vậy nhé, chúng ta sẽ lấy hệ số, lấy cái này nhân vào theo công thức của chúng ta là CKN đạo hàm F cấp k của x nhân với đạo hàm g cấp n trừ k, các nó nhân với nhau, nhân vào đây nhá, cái hệ số này bằng 1 này, x mũ 3 này nhân với cos x này, như vậy là
x mũ 3 cos x. Xong cái thứ nhất. Tiếp tục cái thứ hai này. C1 2021 thì bằng 2021 nhân với 3x bình phương nhân với sin x. Tiếp tục cái thứ ba, C2 2021 bấm máy ra bằng bao nhiêu, tự bấm. Đấy, xong là nhân với 6x nhân với trừ cos x. Và cái cuối cùng đến bậc 3 thì C3 hồi cũng biết nguyện được, C3 2021 nhân với 6 nhân với trừ sin x. Ở trên là trừ cos x. Và cộng dọc lại là dòng kết quả. Như vậy chúng ta sẽ được là đạo hàm cấp 2021 của x thì sẽ bằng x mũ 3 cos x. Cái này là bao nhiêu? 2021 nhân lên là cộng với 6063 x bình sin x. Xong là tiếp tục ở dưới 6 C2 2021 bằng bao nhiêu chưa tính. C2 2021 2021 ship C. Ui, qua mắt này không nhớ nó nằm ở chỗ nào. À đây. Đây. Bằng. Ui, cái gì số to này. 2041 210. 2041 210. 2041 210. Ủa, quên là chưa nhân với 6. Rồi rồi, nhân 6 ạ. X nhân cos x. Cos x nhân này là trừ cos x hay cộng cos x nhỉ? Trừ cos x. Xong là tiếp tục cái cuối cùng. C3 2021 nhân với 6 nhân với sin trừ sin x, kết quả nó ra là tính nốt hệ số đây nhé. Thế là xong. Đấy, đạo hàm cấp 2021 nó bằng như thế. Đấy, đặc biệt là sin với cos chúng ta sử dụng kết quả như thế. E mũ tương tự. Chúng ta sẽ phải tính bên trái là mũ giật giảm dần, đạo hàm giảm dần, thế còn bên phải thì nó lại à, quên, bên trái là đạo hàm tăng dần. Còn bên phải là giật giảm dần. Tức là cái anh này mà là đạo hàm bậc 0 thì cái anh này phải là đạo hàm bậc 2021. Anh này đạo hàm bậc 1 thì anh này là bậc 2020. Anh này bậc 2 thì anh này 2019, để đảm bảo cộng lại chính là bằng cái đạo hàm cấp 2021. Đấy, đấy là gọi công thức Newton-Leibniz. Thực ra nó khai triển viết giống như là nhị thức Newton mà thôi. Và cha, đấy là một ví dụ hay đấy. Làm bài kiểm tra rồi. Tự luận thì phải trình bày kiểu như thế. Vi phân thì nó viết nó hơi khó chịu một chút, nhưng mà thực ra sẽ đây chính là d của u cộng v thì bằng du cộng dv, d của u trừ v thì bằng du trừ dv, thế còn cái này là d của u nhân v thì bằng u dv cộng v du. Nó suy ra từ các công thức đạo hàm mà lấy cái từ các công thức cái quy tắc tính đạo hàm mà. Đây này, như này nhé, chúng ta có cái công thức trong phần đạo hàm ấy. Trong phần đạo hàm chúng ta có là u cộng với v tất cả phẩy thì bằng u phẩy cộng v phẩy, như vậy du cũng giống như thế luôn, du cộng v thì nó sẽ bằng du cộng với dv, u trừ v tất cả phẩy cũng tương tự. U nhân với V tất cả phẩy thì bằng U phẩy nhân V cộng với U nhân V phẩy. Từ đây chúng ta suy ra là D của UV thì nó bằng cái này nhân thêm lấy DX vào thôi. Thì chúng ta sẽ viết ra là U phẩy DU nhân với V cộng với U nhân V phẩy DX. Đây này DX. Thế cái này là cái gì? Cái này chính là DU. Cái này chính là gì? Chính là DV. UDV cộng VDU. Đấy. Như vậy là chúng ta có được cái công thức tiếp.
một ứng dụng có phép tính vi phân trong phép tính gần đúng. Ví dụ yêu cầu để tính gần đúng của cốt có 60 độ, 60,5 độ. Thế thì cái sáu cốt 60,5 độ thì chúng ta sẽ xét cái hàm y bằng cốt x, trong đó x0 là bằng 60,5 à 60 độ và h ở đây là bằng 0,5 độ. 0,5 độ quy ra là nó bằng pi chia cho 360. Thì cách làm như sau. Theo công thức là cốt 10,65 à 60,5 là cốt của x0 cộng với h. Thì nó xấp xỉ là cái công thức cốt x0 trừ đi. Đây, trừ đi đạo hàm. Cái đạo hàm của cốt x là bằng trừ sin x mà. Cốt này trừ đi đây, công thức điện. Công thức mà đang thầy giáo đang bôi màu vàng ấy, thì từ đấy mình sẽ rút ra d của fx không tại điểm tại h ấy, thì nó chính là bằng fx không cộng h trừ đi fx không. Như vậy chúng ta có kết quả như sau. Rồi vì phân cấp cao thì tương tự thôi. Nó ghi là d bình phương f, có nghĩa là đạo hàm lần thứ nhất theo x, đạo hàm lần thứ hai tiếp tục theo x. Thế còn nếu như nó ghi mỗi chữ dx không thì là chỉ có đạo hàm theo x thôi. Thế nếu x là một biến độc lập thì chúng ta có là d bình phương của f bằng f2 phẩy x dx bình vân vân. Rồi, chúng ta sau đây chúng ta sẽ chia ra một số cái dạng đạo hàm để chúng ta tính. Đầu tiên là hàm đa thức, để tính đạo hàm cấp n. Xin mời Phạm Thái An lần lượt tính đạo hàm của cái thằng này 5x mũ 4 trừ đi 4x mũ 3. Trừ đi 4x mũ 3 trừ đi cộng. Rồi tính đi. 20x mũ 3 trừ đi 12 mũ 3. Như vậy đạo hàm bậc nhất thì sẽ bằng 20x mũ 3 trừ 12x bình. Đúng rồi. Trần Công Đức tính tiếp. Em có thể là y2 phẩy bằng 60 x bình trừ 24 x. Đạo hàm cấp 3. 120 x bên trên này viết thiếu 60. Úi giời ơi, sướng quá biết nhỉ. 150 x. 150 ạ. 20 ạ. Trừ 24. Đúng rồi. Tiếp tục. Y 4 phẩy bằng 120. Thôi lúc đấy chúng ta không viết 4 phẩy, chúng ta ghi 4 đóng mở ngoặc. 120. Tiếp. Y đóng mở ngoặc 5 bằng 0. Đóng mở ngoặc 5 bằng 0. Thế thôi. Rồi. Úi giời ơi, thế này em mới tính đến đạo hàm bậc 5. Thế là hết rồi ạ. Hết là hết thế nào? Đạo hàm cấp n nó sẽ bằng 0 với mọi n lớn hơn hoặc bằng 5. Nó đã bằng 5 nó vẫn tính, đã hàm tiếp 6 7 8 9 10 gì quy cả thì tính tiếp. Nhưng mà vì cái thằng đấy từ bậc 5 thì nó bằng 0, bậc 6 thì nó bằng 0 hết không? Thằng này đa thức bậc 5 cho nên từ bậc 5 trở bậc thức bậc 4 nên từ bậc 4 từ bậc 5 trở lên là đạo hàm bằng 0. Đúng chưa? Đấy, hàm đa thức thì làm thế thôi nhá. Bây giờ hàm phân thức thì là xử lý kiểu gì? Hàm phân thức thì xử lý kiểu gì thì bây giờ xử lý kiểu này trước.
tính đạo hàm cấp n của hàm số này. Xin mời. Bây giờ để tính được cái đạo hàm của cái này thì người ta làm như sau. Người ta sẽ viết fx bằng x trừ 3 tất cả mũ trừ 1. Như vậy là đạo hàm cấp 1. Đây nó có dạng là u mũ alpha, đạo hàm bằng cái gì? Alpha nhân u mũ alpha trừ 1, cứ thế mà tăng tăng. Nhưng mà cái u ở đây thì nó bằng x trừ 3, u phẩy nó luôn bằng 1, cho nên nó rất may mắn, u phẩy luôn luôn bằng 1. Như vậy cái này tính ra nó sẽ bằng cái gì? Bằng cái gì nhỉ Trần Công Đức nhỉ? Tính cho cái đạo hàm bằng nhất bằng cái gì? Dạ, em thầy là trừ 3 trên x trừ 3 tất cả bình. Kể cả làm theo cách của em vẫn chưa đúng đâu. Nó không phải là trừ 3 chia cho x trừ 3 tất cả bình đâu. Nó là trừ 1 nhân x trừ 3 mũ trừ 3. Trừ 2 thôi, lấy đâu vào trừ 3. Mũ trừ 3 gì ạ? Ban đầu nó đang, ban đầu đang là mũ trừ 1 mà. Em lộn. Đúng chưa nào? Rồi ạ. Bây giờ chúng ta tính tiếp nhé. Vâng. Tiếp đạo hàm bậc 2.
tính một lúc nữa mới ra được quy luật. Đạo hàm bậc 2 thì mũ lại đưa xuống tiếp phát nữa. Vậy là trừ 1 nhân trừ 2 nhân với x trừ đi 3, tất cả mũ trừ 3. Sắp ra quy luật chưa? Quên là em phải viết xuống dòng. Thế thì cái anh này nó sẽ ra là trừ 1 bình phương nhân 1 nhân 2 nhân với x trừ 3 mũ trừ 3. Như vậy là bằng trừ 1 mũ 2 nhân với 2 giai thừa nhân với x trừ 3 trừ 2 trừ đi 1. Đoán ra quy luật chưa nào? Ai đoán ra quy luật được rồi? Không đoán ra quy luật thì phần này là đứt là cái chắc. Trần Việt Hoàng. Có. Đoán quy luật đi. Nếu không đoán thì tính đạo hàm thêm phát nữa. Em tính ra rồi thì đọc một kết quả. Tính thế nào ra bao nhiêu? Em ra trừ 1 trừ n giai thừa trên x trừ 3 mũ n cộng 1. Như vậy theo quy luật thì nó sẽ là mũ n nhân với n giai thừa x trừ 3 tất cả mũ trừ n trừ 1. Đúng rồi. Tức là trừ 1 mũ n nhân với n giai thừa chia cho x trừ đi 3 tất cả mũ n cộng 1. Em dùng luôn trừ n giai thừa đúng không thầy? Trừ n giai thừa ký hiệu đấy vô nghĩa. À vô nghĩa. Cái ký hiệu n giai thừa nó chỉ bắt đầu từ 0 em nhé, chứ không từ số. Vâng. Em rồi. Đấy, như vậy là xong được cái hàm này. Thế tương tự như vậy thì chúng ta tổng quát lên thì là cái thằng fx nó bằng 1 chia cho x trừ b, là quá trình làm hoàn toàn tương tự. Tương tự. Ở đây là một ví dụ. Bây giờ ví dụ tiếp. Chúng ta lấy cái thằng fx bằng 1 chia cho 2x trừ đi 3, cũng yêu cầu đi tính đạo hàm cấp n. Xin mời. À, tiếp tục cái nghệ thuật làm giống như trên, chúng ta sẽ viết ra thành fx bằng 2x
trừ 3 tất cả mũ trừ 1. Nhớ đây nó có dạng là u mũ alpha. Đạo hàm bằng alpha nhân u mũ alpha trừ 1 nhân u phẩy. Trong trường hợp này là u bằng 2x trừ 3, cho mỗi một lần u phẩy chúng ta sẽ được 2 nhân thêm 2 bằng. Nó khác với bài vừa nãy. Bài vừa nãy quên nhân u phẩy nó vẫn đúng. Rồi, xin mời Nguyễn Thiên Lộc. Em có. Tính cho thầy đạo hàm bằng nhất. Em đưa thầy đạo hàm bằng nhất thì bằng trừ 2 nhân 2 là trừ 3 mũ trừ 2. Nhân 2x trừ 3, cứ được cố tình chơi chữ thầy xấu, chứ n đạo hàm nó bằng 0 từ lâu rồi. Như này gì? 2x trừ 3 mũ trừ 2. Như này gì? Vâng. Rồi xuống dòng, đạo hàm cấp 2 tiếp. Đạo hàm cấp 2 bằng 2 mũ 3 nhân. Lấy đâu ra 2 mũ 3? À, tức là 2 mũ 3 nhân cái gì? 2 mũ 3 nhân với lại 2 nào trừ 3 mũ trừ 3. Cái con 2 này nó hơi đặc biệt đấy. Cứ từ từ đưa xuống nha. Vâng. Xong lại nhân 2 tiếp nữa, xong lại 2x tất cả mũ trừ 3. Trừ 3, đúng rồi. Cái này nó vẫn chưa ra quy luật. Xuống tiếp, đạo hàm bậc 3. Bậc 3 bằng... tám nhân trừ 3. Úi giời ơi. Tiếp. 2x trừ 3 tất cả mũ trừ 4. À bây giờ nó ra quy luật rồi, nhìn nhá. Mấy dấu trừ, có mấy dấu trừ? 3. Em thể thiếu 2. Thiếu con 2. Thiếu con 2 nữa. Ừ đúng rồi. Thì không. Để xem nào. 1 này. À thì cái trên thừa một con 2 thì có. À không. Không thiếu đâu, không thiếu đâu. Dưới thiếu rồi ạ. Không thiếu. Dưới thiếu 1 ạ. À thế à? Đúng rồi. Nếu mà thầy đạo hàm trên 4 hàm đấy, tại cái con đạo hàm đấy cho nên nó mới lộn cả lên. Chốt lại là công thức mình sẽ là trừ, à trừ 1 mũ 3 nhân với 2 mũ 3 nhân với 3 dây thừa. Thừa một con 2 rồi. À không đúng rồi, một con 2 gói vào đây. Nhân với 2x trừ 3 tất cả mũ trừ 3 trừ 1. Thằng ở trên trừ 1 bình phương nhân với 2 bình nhân với 2 dây thừa nhân với x 2x trừ 3 tất cả mũ trừ 2. À, trừ 3 tức là trừ 2 trừ 1. Bây giờ rút được ra công thức tổng quát chưa? Rồi. Đạo hàm cấp n của nó bằng cái gì? Trừ 1 tất cả mũ nào nhân 2 mũ n. Đúng rồi. Nhân n ra thừa. Đúng rồi. 2 trừ 3 mũ trừ n trừ 1. Đúng rồi. Hai cái này có thể gộp lại là trừ 2 tất cả mũ n cũng được. Hai cái thằng đấy có thể gộp lại là trừ 2 tất cả mũ n cũng được. Được chưa? Úi giời ơi, rút quy luật toát hết mồ hôi. Rồi, thì bây giờ tổng quát của nó, bài cái này tổng quát là fx bằng 1 chia cho ax cộng b. Yêu cầu đi tính đạo hàm cấp n. Tổng quát của nó đây. À khác không nhé, A không thì đạo hàm nó không luôn, không chấp. Đấy, đây là mấy cái bài đầu tiên. Để tiếp tục. Bây giờ nó có cái dạng bài thứ ba này thì làm thế nào? Bây giờ nó là thế này. Fx bằng 1 chia cho x trừ 1 nhân x cộng 2 chẳng hạn. Yêu cầu đi tính đạo hàm cấp 2.
À, cấp N. Ôi dồi, nhìn này sợ thế. Cái này thì tính thế nào? Nguyễn Lam Trường. Dạ. Tính cái này thế nào? Tách ra. Ừ? Bài tách ra này. Tách thế nào? 1 trên x trừ 1 trừ cho 1 trên x cộng 2. Suýt đúng. À, về mặt nguyên tắc là chúng ta sử dụng tách như bạn nói là đúng, nhưng bây giờ ta làm như sau, ta lấy x cộng với 2 nghiệm bé hơn đặt trước nghiệm lớn hơn. Hai thằng này trừ nhau bằng mấy? 1. Sai. Ba. Thì đề bài cho là mấy? Ba. Đề bài cho là mấy? Một. Một. Thì bây giờ làm nào để như cũ thì phải nhân 1/3 vào nhá. Đúng không? Không tin nhân vào. Không tin thì nhân đi. Nhân chưa? Không tin nhân vào xem. Như vậy nó bằng 1/3 nhân với 1 chia cho x trừ 1 trừ đi x trừ 2 à cộng 2. Xong rồi. Và bây giờ thì làm giống như bài trên, tính từng cái một xong lắp vào. Đến đây thì bắt đầu mình tách ra 1/3 của cái thứ nhất trừ đi 1/3 của cái thứ hai, sau đó làm giống như bài ở trên thôi, nhưng mà có điều là tính riêng hai cái xong gộp đáp số lại. 1/3 nhân với x trừ đi 1 tất cả mũ trừ 1 trừ đi 1/3 nhân với x cộng với 2 tất cả mũ trừ 1, sau đó làm giống như bài 1. Em tính riêng 1, đây là f1x. Đây là f2. F1x thì bằng 1/3 của x trừ 1 tất cả mũ trừ 1, f2x thì bằng 1/3 của x cộng với 2 tất cả mũ trừ 1. Làm giống như trên từng cái một, sau đó lắp vào, dấu ở giữa là dấu trừ, cho nên mình cứ thế bê dấu trừ vào giữa thôi nha. Sau đó làm giống như bài 1 cho thầy là áp dụng f1x đạo hàm cấp n bằng cái gì, làm giống bài 1 là f2x đạo hàm cấp n bằng cái gì, sau đó lấy hai thằng này trừ nhau thì ra kết quả. Vì đây nó là hiệu mà. Tự tính nha, tự tính xong tự trả lời nha. Đấy, bằng bao nhiêu tính ra. Đấy là nghệ thuật. Thì trong trường hợp mà mẫu nó như thế thì mình phải xử lý như vậy. Tiếp tục. Nâng cao lên tí. Câu B, câu C là giống nhau, câu A, B, C làm giống rồi. Nhưng bây giờ nó không phải là 1 mà nó giống như bài này, 2x bình trừ 5x cộng 2. 2x bình trừ 5x cộng 2 thì làm thế nào? Nói ý tưởng chính, còn đâu chúng ta phải làm tiếp. Nếu như fx bằng 1 chia cho 2x bình trừ 5x cộng 2 thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Cái này mình làm thế nào ấy nhỉ? Làm thế nào Nguyễn Quỳnh Anh?
cái gì mà alo, ai gọi bạn? Câu này thì phần mẫu tách ra. Bạn đi. Một cái là x trừ 2 với cả một cái là 2x trừ 1. Giỏi quá, giỏi quá. X trừ 2 nhân với 2x trừ 1. Ô, làm nào ra là giỏi đấy. Máy tính. Máy tính nó phân tích được luôn á. Vâng. Thế thì chả trách học trò càng ngày học càng dốt đi là phải. Tức là máy tính nó làm hộ hết thế còn chuyện này. Ngày xưa các cụ phải nhẩm mà cuối cùng các cụ làm hết. Bây giờ máy tính làm này học trò càng ngày càng kéo kém đi là đúng không? Rồi, à, như vậy đến đây sẽ làm gì tiếp? Ừ đúng rồi, mấy cái dòng máy 580 gì gì nó đều có cái chức năng ấy thật. Ờ không, 570 cũng có rồi. Hôm nào đi thi cấm sử dụng máy tính thì chắc là đứ 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 đứ. Em không biết làm tiếp thế nào thôi. Không biết làm tiếp thì nộp bài mà đi về mà học lại. Tại vì em đi xin không biết rồi. Thì tất nhiên là chúng ta có thể sử dụng phương pháp đồng nhất hệ số ở trong chương trình lớp 12. Ta viết ra như là A chia cho X trừ 2 cộng với B chia cho 2X trừ 1. Sau đó dùng phương pháp đồng nhất hệ số, tức là nhân lên đấy. Nhân lên tức là A nhân với 2X trừ 1. Em ngồi lại đây em cũng chả hiểu. Bởi vì sao? Bởi vì đã dạy đúng không hiểu. Cộng với B nhân với X trừ 2 chia cho. Đáng nhẽ cái này là phải học lớp 12 rồi. Nhưng có thể là hồi đấy chúng ta học toàn bấm máy nhiều cho nên là nó không biết. Đây là gọi phương pháp đồng nhất hệ số. Thế chúng ta sẽ viết ra thành là 2A nhân 2A cộng với B nhân với X trừ đi A trừ đi 2B chia cho cái mẫu số kìa. Như vậy phương pháp đồng nhất hệ số tức là thế nào? Tức là hệ số của x ở bên này về bằng hệ số của x bên kia. Bên trái có x không? Không có, như vậy là 1. Viết thêm tí nữa. Ta viết 1 chia cho 2x bình trừ 5x cộng 2. Tức là ta tìm AB sao cho. Tức là tương đương với cái này. 1 chia cho 2x bình trừ 5x cộng với 2 bằng cái này. Tương đương với bỏ mẫu đi. 1 bằng. Như vậy là 0 sẽ bằng 2A cộng với B. Bên trái không có x mà. Bên phải là 1. À, tiếp 1 bằng trừ A trừ 2B. Rồi giải cái hệ này ra thì sẽ ra A nhỏ B nhỏ, A lớn B lớn. Đấy, bảo máy nó có sẵn thì bấm đi. A bao nhiêu, B bao nhiêu? A bằng 1 phần 3, B bằng trừ 2 phần 3. Ủa, số xấu thế, chết. Không sao. Không sao thì hỏi em ạ. Hỏi cái gì đâu. Cái này có thể dùng bấm máy mà có thể. Em vừa bảo A bao nhiêu nhỉ? 1 phần 3 à?
Ô, cái tên này đang làm lại chạy đâu mất rồi. Một phần D là ba trừ 2 phần 3. trừ 2 phần 3 rồi, thầy bắt đầu ngồi thầy nhẩm lại xem có đúng đấy. Như vậy là kết quả là 1 chia cho 2x bình trừ 5x cộng 2 sẽ bằng 1 phần 3 của 1 chia cho x. Giờ lúc nào mới thắng được trận Indo, một trận mà cứ như là cái gì hết sức bình tĩnh. Hôm nào vượt qua Malaysia thì rồi hãng tính. Cái người Việt Nam nó không biết cái gì, viết báo cái gì cả. Cái gì viết báo ở nước ngoài, cái gì phải câu Manchester United vào. Đây nhá, trừ đi 2 phần 3 này, nhân với 1 chia cho 2x trừ 1. Đây nhá, đây chính là F1. Còn đây chính là F2, các em phải tự làm tiếp nhé. Nhìn thấy chưa? Cái hệ số này cứ thế mà bê xuống thôi. Đấy, xong. F1, F2 đều học rồi. F1 là giống như ví dụ 1, ví dụ 2. F3, F thứ hai là giống như ví dụ 3. Cứ thế, cứ thế. Cứ thế là ra nhé, đấy là phương pháp đồng nhất hệ số nhá. Bây giờ chúng ta sẽ làm bài số 5, làm mức mức độ khó nâng dần đấy. Làm bài số 5 nhá, suy nghĩ bài số 5. Quỳnh Anh, đồng chí Nguyễn Quỳnh Anh hỏi cho mấy câu đứ 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 tức quá vào vào ngồi trong có lẽ là ngồi khóc không. Bây giờ mình tiếp tục câu bài số 5, xin mời. Trong chương trình của lớp 11 là đúng ra là chúng ta cũng có đạo hàm cấp cao ấy, nhưng mà chắc là lúc đấy mình sẽ cho nó nhẹ thôi. Bây giờ để tính ở bài số 5 thì nó sẽ làm mẫu một câu, sau đó chúng ta sẽ tương tự chúng ta tự làm. Nhưng mà cái câu A của thầy thì nó rất là dễ, câu B thì nó lại thêm cái hệ số thì mình làm thế nào. Câu A như sau. X bình y bình trừ 4x cộng 4 này. Cái fx bằng 1 chia cho x bình trừ 4x cộng với 4, thì cái này là 1 chia cho x trừ 2 tất cả bình phương. Tức là chúng ta sẽ viết thành x trừ 2 tất cả mũ âm 2. Nào đạo hàm bậc nhất. Tính cùng thầy nha. Đặng Thành Công. Thầy F phải x sẽ bằng trừ 1 Trừ mũ 2. 1 trừ 2 mũ Mũ đưa xuống. Sao ra lại là trừ 1? Anh nhỉ, đừng có nhớ, nhìn bài trước mà suy ra. Mũ nó đang là trừ 2 cơ mà. U mũ alpha đạo hàm bằng alpha. U mũ alpha trừ 1 nhân u phẩy. U ở đây chúng ta là bằng x trừ 2 cho nên là u phẩy nó bằng 1. Phải viết vào một góc bài thì nó mới hiểu được. Em không viết vào bên trái hoặc bên phải sau này em đọc lại em chưa chắc hiểu đâu. Bởi vì cái môn này nó rất nhiều dạng nhá. Tiếp nào. X trừ 2 tất cả mũ bao nhiêu? Chị bà trừ 3. Hiện giờ là chưa ra quy luật đâu nha, tính F2 phẩy thì nó sẽ ra trừ 2 nhân trừ 3 nhân x trừ 2 mũ bốn trừ 4. Ui, trả ra quy luật quá nhỉ. Tiếp tục đạo hàm cấp 3 thì nó sẽ là trừ 2 nhân trừ 3 nhân trừ 4 đúng không? X trừ 2 tất cả mũ trừ 5, chuẩn chưa? Bây giờ em viết ra quy luật chưa? Đầu tiên là đặt dấu trừ ra ngoài đã.
trừ 1 mũ mấy? Trừ 1 mũ nở. Này, đang mũ 3. Nở gì? Mũ mấy? Mũ 3. Mũ 3. Tiếp, nhân với gì nào? Nhân với cả 4 đa thừa. Đúng rồi, giỏi lắm. X trừ đi 2, tất cả mũ trừ 3 rồi trừ đi 2. Viết là có dụng ý cả đấy. Ra quy luật chưa? Rồi. Rồi, đọc cho thầy quy luật nhá. Đạo hàm cấp N bằng cái gì? Trừ 1 mũ N. Trừ 1 mũ N là sai nhá. Ui, tôi chết rồi. Từ. À, đúng rồi. Đúng rồi. Tiếp. Đã N cộng 1 giải thừa. N cộng 1 giải thừa. À, đúng rồi. Đúng nhỉ? Đúng rồi. Nhân với cả x trừ 2 mũ n sai đi 2 trừ n trừ 2 trừ n trừ 2 đúng chưa? Nhìn cẩn thận ông nhầm nhá. Đấy, mà cứ thế nhá. Đây là mũ 2, mũ 3, mũ 4, mũ 5 cũng thế nha. Chuẩn chưa? Đáng nghĩa ra là phải chứng minh quy nạp, nhưng bây giờ trước hết là mình cứ tìm được công thức đã, rồi chứng minh quy nạp nó là chuyện nhỏ giống như mấy bài ở trên. Thế là xong rồi, cảm ơn. Thế cái con 4 này thì nó viết sẽ ra là hãy cộng với 1 tất cả bình phương. Ơi. Cho em xin phép ngoài 5 phút rồi. Vâng. Đấy là chúng ta đã xét được cái loại bài thứ hai nhé. Một loại một là hàm đa thức, loại thứ hai là hàm phân thức. Phân thức thì nó cũng cho đơn giản này thôi, còn nếu như mà nó cho phức tạp chúng ta phải chia tá lả mới tính được. Loại thứ tiếp là xem sao mình đã xét lượng giác trước. Loại thứ tiếp là logarithm. Suy nghĩ nha, cái này tính đạo hàm thế nào bằng cái gì? Ở đây thì nó có dạng là gì? Nó có dạng là logarithm của U. Logarithm của U đạo hàm thì bằng U phẩy chia cho U. Nhưng bây giờ bài đầu tiên thì thầy lấy U bằng 1 trên x trước đã, 1 cộng x trước là U phẩy nó bằng 1. Nó rất là dễ. Mỗi lần nhân với U phẩy nó đều bằng 1 hết. Cho nên chưa nhầm. Và xin mời Nguyễn Đức Mạnh.
như thế là bằng em x phải bằng x mũ trừ 1. Đọc cho đúng nha, f phẩy x chứ không phải f x phẩy. À, f phẩy. Em đọc là f x phẩy nó bằng f 1 đấy. Như này này. Nếu em đọc là f x phẩy thì nó bằng 1. F 1. Rồi, bằng bao nhiêu nào? Bằng 1 chia x. 1 chia cho 1 cộng x. Logarithm của u cơ mà. Bằng 1 cộng x mũ trừ 1. Đúng rồi. Rồi bắt đầu đạo hàm bậc 2. Nghe cho kỹ vào thì mới làm được bài tập của phần này cho nó chuẩn được. Nếu mà nhanh thì tuần sau là bài trắc nghiệm, không nhanh thì tuần sau nữa. Cứ nộp bài phát là biết điểm. Sướng. Trừ 1 nhân với 1 cộng x mũ trừ 2. Đúng rồi. Cách ra một tí. F. Đạo hàm bậc 3. Trừ 1 mũ 2. Từ từ đã. Trừ 2. Ra quy luật chưa? Nó sẽ bằng trừ 1 mũ n trừ 1 nhân với n trừ 1 ra thừa. À thế à? À, như vậy con này sẽ viết là trừ 1 mũ 2 nhân với 2 dây thừa là 1 mũ trừ 3. Từ đấy mình tổng quát được chưa? Em tổng quát được chưa nào? Cái này mình phải đóng bằng ngoặc nhưng mình phải cần phân biệt từ từ nó giải thích chứ. Cần phân biệt cái ký hiệu này. Đây là đạo hàm cấp n với lại cái này. Cái này là fx tất cả mũ n. Cái trên là đạo hàm cấp n nhé, còn cái này là fx tất cả mũ n. Nó là cái này, này. Cần phải phân biệt cho nên là khi là phải đóng bằng ngoặc cái tròn này vào không thì nó sai, hiểu chưa? À, bằng bao nhiêu? Bằng trừ 1 mũ n trừ 1. Chuẩn. Tiếp. N với N trừ 1 dây thừa. N trừ 1 dây thừa cũng đúng. Tiếp. N với 1 cộng x mũ N. À, sai. Trừ N. Trừ N thì đúng. Được chưa? Đấy, thế thôi. Đơn giản, có cái gì đâu. Ồ, cái phần này hay nhỉ. Phần này cho vào trắc nghiệm được đấy. Khối người đứt đi. Sợ nhất là cho chọn phương án sai. Rồi loga cứ thế mà tương ra thôi nhé, tương tự như vậy loga này. À, tất nhiên là nếu như mà nó có thêm đây nó là một cộng x hay nào mà một trừ x thì phải lựa lựa. Nhưng mà cái thằng là ví dụ như loga lê pe của 2x cộng với 3 chẳng hạn thì lúc đấy mình tính mình cẩn thận nó nhầm, cái này thì không vấn đề gì. Bây giờ câu hỏi lượng giác thì tương tự fx bằng cos x hoặc là fx bằng cos 2x. Fx bằng cos 3x thì là mẫu ở trên rồi, nhưng mà chúng ta nhớ rằng cái này thì mỗi một lần nó sẽ nhân thêm với con 3 vào. Thế thôi. Sin x cos x. Loga. Thế còn loga hai cái thì chúng ta sẽ tách ra thành loga của một tích thì bằng tổng của loga. Đấy là mấy cái bài đạo hàm bậc cao. Tiếp tục. Sau đó là khai triển Mác Lorentz. Cái này chúng ta buộc phải học cùng thuộc công thức, không là không làm được. Đâu mấy công thức rồi.
khai triển Taylor này, khai triển Magrorank này. Ở trên mạng có một tài liệu rất là hay, thầy thấy thầy không thể viết hay hơn được nữa, cho nên là thầy không không viết lại. Thì nó có một số cái dạng bài cái thứ nhất là khai triển Taylor với phần dư Lagrange, nó ký hiệu là chữ R như sau. Cái này mình phải học thuộc công thức, nếu mà thi tự luận thì mình viết tự luận, còn trắc nghiệm mình cũng sẽ viết được thôi, không vấn đề gì. R nó là đạo hàm cấp n cộng 1 tại mực điểm C, C thuộc vào cái giữa cái x thì 0 và x. Đấy. Thế còn trong trường hợp số dư thứ hai là phần dư piano. Thì nó là vô cùng bé bậc cao hơn so với lại x chứ không tới cả mũ n. Đấy là khai triển Taylor. Trong trường hợp thế hỏi cái ý một đây à? Ở cái ý một đấy ạ. Ở cái f mũ đạo hàm f bậc cấp n cộng một đấy à? Ở dưới mẫu là n giai thừa. Từ từ xem lại để thầy xem lại. Cái có thể n cộng một giai thừa. Có thể số đấy đánh máy nhầm đúng không? Em hỏi thầy mới nhớ ra. Tất cả cái c. Đúng rồi. N cộng một nhé. Ở tất cả các cái đấy này đều là x không, ở cái cuối này là c à? C nào? Cái này nó đặt bằng c mà. Cái này nó đặt bằng c mà. Thế các cái vị trí khác sao mà không ghi luôn là c vậy? Ồ, cái khác thì nó phải là x trừ x không nhá. Không, ý là ở trên á. Cái này cái gì? Vâng. Cái đấy thì nó là fx0 rồi. Còn cái này nó là con c. Con c này là nó ở trong cái khoảng từ x thì 0 đến đến x. Này em không hỏi thầy quên nhầm cái chỗ cuối cùng. Từ từ đâu. N trừ n cộng 1. N cộng 1. Em hỏi câu đấy đúng đấy. N cộng 1. Rồi, sửa lại rồi dịch lại sau. À, dịch lại cái vé tận đầu. Tới luôn. Chờ tí. Soạn văn bản toán này mệt. Chả thích gì nhưng mà. Nhưng nó cũng cái hay. Trắc nghiệm thì nó cháo đè, nó cháo. Nếu mà thi trực tiếp trên lớp lớp cho cháo đề mỗi người một câu, mỗi người một một đề luôn, kể cả lớp 30 mấy người cũng mỗi một người một đề, nó đảo lộn lung tung cả phương án, cả câu hỏi, có nhìn nhau cũng không kịp bảo cho dễ ra đề nhanh, trong vòng 30 phút là phải bắn xong. Đây nó đã đến rồi, sửa chưa, sợ là sửa không hết. Sửa rồi, đây n cộng một giai thừa. Chuyển mắt nó đánh hình như cái chỗ này cũng là n cộng 1. Cái này cũng là n cộng 1 giai thừa. Nhưng mà nó viết là dưới dạng số dư kia. Cái này cũng là n cộng 1. Nhìn thấy nó ở đâu? Thôi để nó dịch xong. Sau đó mình bắt đầu mới áp dụng. Áp dụng thì mình bắt đầu tập cái chuyện khai triển của E mũ X
sin x rồi vân vân. Nào, bắt đầu làm với sin x nhé. Trong trường hợp tại điểm 0, mình phải tự tìm lấy thì nó mới ra được, nó mới chuẩn. Rồi tìm khai triển Maclaurin của y bằng sin x. Đầu tiên là chúng ta sẽ có f tại 0 là bằng 0. Rồi, f phẩy x. F phẩy x là bằng Hoàng Văn Huy. Thầy f phẩy x bằng cos x. Cos x. F phẩy tại 0 bằng 1. F hai phẩy bằng chi phí. F hai phẩy tại 0 bằng 0. Đúng rồi đấy. Đạo hàm cấp 3 thì nó bằng trừ cos x. Cái này bằng bao nhiêu? Đạo hàm cấp 4 bằng sin x. Nó lại quay về ban đầu đúng không? Rồi nhá, bây giờ chúng ta bắt đầu lắp vào công thức. Như vậy khai triển của fx nó bằng cái gì? Theo công thức của chúng ta là mình phải viết lại công thức, còn nhớ công thức không? Sigma k chạy từ 0 đến n đạo hàm cấp k tại điểm 0 chia cho k giai thừa. Tiếp nhân với x mũ k cộng với vô cùng bé của x mũ n, đúng chưa? Rồi nhé, bây giờ mình thay vào ở bên phải vào này. Nếu k bằng 0 nhá thì cái đầu tiên bằng 0 rồi, đúng chưa? K bằng 0 cái đầu khuyên bằng 0 nhá. Nhìn kỹ vào đã không này. Đúng chưa? K bằng 0 đạo hàm cấp 0 tức là không đạo hàm ấy. Không giai thừa bằng 0 á, quy ước à quên, không giai thừa bằng 1. Như vậy cái đầu tiên là bằng 0 nhá. Là cái này này, ứng với cái này này. Không, ứng với k bằng 1 thì nó ra gì đây? Không có khả năng F1 của 0 trên. Cuối cùng nó bằng bao nhiêu? Cùng bằng x mũ 1. X mũ 1, đúng rồi, tiếp tục. Bằng 2 thì nó bằng 0, đúng chưa? Rồi. Bằng 3 nó bằng âm 1. Như vậy nó sẽ ra là bao nhiêu? X mũ 3 trên trừ 1. Ôi từ từ, 6 chứ nhỉ? 3 giai thừa mà. Vâng. 3 giai thừa, thế đúng chưa? Tiếp tục. Bậc 4 nó lại bằng 0, cho lên bậc 5 đi. Bậc 5 thì nó đạo hàm sin x là bằng cos x. Cos 0 bằng 1. Như vậy lúc này nó sẽ là gì? Cộng sin x mũ 5 trên 5 giai thừa. 5 giai thừa, đúng rồi. Cái này là 3 giai thừa, cái này là 1 giai thừa, chuẩn rồi. Trừ đi cứ thế cho đến cái cuối cùng thôi. Được chưa? Đấy. Đấy là sin x, cos x thì tương tự. Thế thì mình phải làm cái này nhiều thì nó mới tạo được. Sin sin này. Rồi e mũ x này, cos mũ x này. Cos x này. Cos x làm tương tự này. Sin x. E mũ x thì bằng cái gì? E mũ x đạo hàm vẫn bằng e mũ x. Cho nên là e tại 0 thì vẫn nó cứ bằng 1, 1 tăng từ đầu đến cuối đều là 1 hết. Mình phải tự khai triển ra thì mới làm được. Ví dụ viết khai triển Maclaurin của cái hàm số f(x) bằng logarithm của e mũ x cộng 1 đến số hạng cấp 5. Xin mời khai triển đấy nhá. Trong thời gian đấy thì nó gọi thêm gọi
Nguyễn Vũ Hoàng, có Mai Văn Tuấn, có Nguyễn Ngọc 40240, Nguyễn Ngọc Cương, có Tô Thành Lộc, có Nguyễn Quốc Khánh, có Nguyễn Văn Dũng, có Nguyễn Thị Thùy Trang, 39255. Học lúc chán quá ngủ rồi hả? Rồi, bán Lê Thanh Tùng. Đi đi ra rồi. Gọi rồi không trả lời thì vắng. Hôm nay anh con này nó bị lát nên nó giật rồi, em chỉ nghe được mỗi từ Trang cuối cùng rồi ạ. Thế à? Thế lần sau cứ nghe thấy tên là Trang thưa bừa nhá. Đoàn Thị Hồng Hải. Có. Đùa chứ hình như lớp mình có mỗi người tên là Trang thôi. Nguyễn Mạnh Quân. Có. Vũ Tiến Dũng. Có. Ừ đúng rồi, lớp mình có mỗi người tên là Trang thôi. Nguyễn Trần Bình Minh. Có. Hoàng Thị Hằng. Là có. Mã sinh viên. Đinh Hồng Nhung. Dạ có. Mai Văn Mạnh. Có. Nguyễn Công Hoan. Có. Lý Bá Thiện. Có. Mạc Quang Phong. Có. Phùng Phú Đức. Có. Trần Quang Duy. Có. Nguyễn Hữu Đạt. Có. Đỗ Khánh Duy. Có. Cái gì đấy? Đang học mà bố mẹ giám sát à? Đấy, bây giờ chúng ta sẽ làm bài. Thế ơi, không đọc tên là điểm danh rồi đúng không ạ? Chưa chắc. Ờ, vừa lấy gọi kiểm tra bài thì thầy giáo đánh dấu luôn. Thế em đã được gọi chưa? Rồi. À, rồi thì là đánh dấu rồi. Được. Gọi rồi mà không trả lời thì cũng coi như là vắng. Nào. Bây giờ chúng ta có là như này, đạo hàm bậc nhất thì bằng thế này. Xong đi tính đạo hàm bậc 2, xong tính đạo hàm bậc 3, xong tính đạo hàm bậc 4. Như vậy theo công thức quyền đằng này phải tiết viết thiếu. Còn phải thêm là F tại 0, rồi F phẩy tại 0. Ô này sao không quên ký hiệu đạo hàm? Ồ có dấu phẩy mà cuối cùng nó biến mất. Có dấu phẩy nhé. Ê, xin lại cái phần mềm này. Mình bảo làm sao mình quên được, hóa ra là nó có nhưng mà nó tự biến. Đây nhá, cho chúng ta nhìn, không bảo thầy giáo quên thật. Phóng to ra này. Nhìn thấy dấu 2 phẩy chưa? Nhìn thấy 2 phẩy chưa? Thế mà lúc trong đấy nó lại biến mất. Tức là mình gõ ở ngoài ấy. Mình gõ ở ngoài nó là như thế. Mình gõ trong này thì được. Phải. Chạy tới luôn.
Ok. Lạc 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 lạc. Bài tập giải thích của tôi đâu? Chỗ này phải thêm cái dấu phẩy đấy nhá, là lỗi chính tả đánh máy đánh rồi nhưng mà nó không hiện ra. Nếu mà kiểm tra trắc nghiệm thì phải hỏi cả dãy trên tận chặn trên chặn dưới, dãy tăng dãy giảm ấy nhá, mà hãy xem kỹ lý thuyết vào. Phần đầu trắc nghiệm dễ, phần cuối trắc nghiệm dễ, phần giữa giữa mới khó. Thêm dấu phẩy ở đây này. Ô, cái thằng kia thiếu một dấu phẩy à? Đổi nó không đổi hết mới đều. Rồi. Thế là sau đó mình lắp vào công thức thôi. Cái chỗ này mình bổ sung là còn thêm f phẩy tại không nhé, f phẩy tại không thì cái đấy là bằng bao nhiêu, máy tính cho thầy thêm là chưa phải là bằng nhất đã. Ta có fx là bằng len của e mũ x cộng 1 suy ra f tại 0 f tại 0 thì bằng len của 2 thay x bằng 0 vào mà e mũ 0 bằng 1, như vậy là len 2 1 chú. Thế còn cái này thì suy ra f phẩy tại không bằng f phẩy tại không 1 trừ đi 1 phần 2 thì bằng 1 phần 2. Xong là tiếp tục suy ra tiếp f đôi phẩy tại không sẽ bằng 1 phần 2 trừ đi 1 phần 4 1 phần 2 trừ đi 1 phần 4 khoảng 1 phần 4 1 1 phần 4 1 phần 2 trừ 1 phần 4 đúng 1 phần 4 đúng rồi 1 phần 4. Xong là cấp 3, đạo hàm cấp 3. Cấp 3 thì là 1 phần 2 trừ đi 3 phần 4 trừ đi 2 phần 8 tức là 1 phần 4. Tính cẩn thận nhé, trừ 1 phần 2 này, cộng với 3 phần 4 này, trừ đi 1 phần 4 à, 2 phần 8 là 1 phần 4 à, cái này quy đồng lên là trừ 2 phần 4 cộng với 3 trừ đi 1 ô bằng 0 vân 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 của 3 chấm tự tính. Tự tính tiếp.
rồi sau đó mình thay vào mình ra công thức rất vất vả đúng không? Thế mới ra được khai triển như trên. Đây, lắp vào công thức mình sẽ ra được như này. Như vậy là cộng với vô cùng bé bậc cao hơn x mũ 5. Tại vì nó ra x mũ 1, mũ 2, mũ 4. Rồi, cái thứ ba là nó bằng 0. Đúng rồi, chuẩn chỉ. Hay là tiếp tục, trong này nó có khai triển Maclaurin của f bằng loga Lepe của cos x. X thuộc vào 0 từ trừ pi trên 2 đến pi trên 2 đến số hạng x mũ 6. Có hai cách giải như trên bảng này. Cái loga căn bậc 2 loga cos x thì bằng loga căn bậc loga len của căn bậc 2 của 1 trừ cos bình trừ sin bình x. Thì đưa 1/2 ra ngoài thì bằng 1/2 len của 1 trừ sin bình x. Với x bằng 0 thì sin của x nó bằng 0. Cho nên chúng ta có thể áp dụng công thức ở trên, không thì tính trực tiếp được. Đấy, ngoài ra ứng dụng của cái khai triển Maclaurin là còn tính gần đúng. Ví dụ như chúng ta có được theo công thức của E với x bằng 1, chúng ta thay con x thay vào đây thì chúng ta sẽ được là E bằng 1 cộng 1 cộng 1/2 dây thừa, 1/2 dây thừa cộng 3 chấm cộng 1 trên thừa vân vân. Thì nó sắp xỉ như thế. Như vậy nó sẽ sắp xỉ là 1 cộng 1 cộng 1/2 dây thừa cộng 3 chấm cộng 1 chia n dây thừa. Như vậy nó sẽ sắp xỉ như trên bảng, nó sắp xỉ là 2,718. Rồi một cái dạ bài nữa là ứng dụng vào đi tính giới hạn. Fx bằng 1 trừ x mũ a thì nó sẽ khai triển ra như trên bảng. Đấy, thì như thế là 1 trừ x mũ a nó sẽ sắp xỉ trừ của a nhân x trừ 1 khi x dần đi 1, thì hai thằng ấy nó sắp xỉ nhau. Thì 1 trừ đi b x mũ b thì nó sắp xỉ là trừ trừ b chia cho x trừ 1 a nhân x trừ 1. Và như vậy là 1 trừ đi x mũ a nhân với 1 trừ x mũ b nó sẽ sắp xỉ là a nhân b nhân x trừ 1 tất cả bình phương khi x dần đi 1, vân vân. Và cuối cùng chúng ta thay vào chúng ta sẽ được lim. Và như vậy nó sẽ ra đa số là bằng a trừ b tất cả trên 2. Cái này ngày xưa học sinh học đội tuyển không được học này. Và một dạng bài cuối cùng của ngày hôm nay đó chính là áp dụng và khai triển đa thức. Bây giờ như sau. Câu hỏi là chúng ta biểu diễn fx bằng 3 nhân x mũ 3 trừ đi x bình cộng 1 theo các lũy thừa của x trừ 1. Cái này hồi bé là mình học được một cách nữa là phép chia, nhưng mà ở đây thì nếu mà hôm nào mà chúng ta học môn số cấu trúc đại số, cái này có thể sử dụng một phương pháp đấy, cứ chia nó cũng ra. Thì chúng ta làm như sau, chúng ta đi tính đạo hàm các cấp của cái hàm f này tại cái điểm x thì không bằng 1. Tức là nó muốn khai triển theo x trừ 1 thì nó phải tính đạo hàm tại cái điểm x thì không bằng 1. Cứ thế. Đạo hàm đầu tiên là chưa đạo hàm này. Xong thay 1 vào thì nó bằng 3. Thứ hai là đạo hàm bậc nhất thì nó bằng 9x bình trừ đi 2x. Thay x 1 vào thì f'1 nó bằng 7. Đạo hàm bậc 2 thì bằng 18x trừ 2. Thay x bằng 1 vào dương 16. Đạo hàm bậc 3 thì bằng 18. Như vậy đạo hàm cấp 3 của nó sẽ bằng 18. Đạo hàm cấp 4 trở lên thì nó bằng 0. Sau đó thay vào công thức khai triển Taylor. Nó chỉ dừng ở bậc 3 thôi. Nên bậc 4 trở lên nó bằng 0 hết không? Như vậy là fx nó sẽ bằng f0 cộng với fx'0 số 0 đấy. Đây là theo à không phải số 0. F tại 0 x0 nhân với f' tại x0 chia cho 1 dây thừa nhân với x trừ đi 0 cộng tương ứng cho đến cái bậc 3 thôi. Thế mình thay vào. Nó lại khuyết mất cái dòng quan trọng nhất. Công thức đến đây đúng không? Sau đó chúng ta thay vào nhé. Cái đầu tiên của chúng ta có phải bằng 3 đúng không? Cái đầu tiên bằng 3 này. Cái này bằng 3 này. Đấy.
cái thứ hai là bằng 7 này, như vậy 3 cộng với 7 chia cho 1 dây thừa này nhân với x trừ đi 1. Cái thứ tiếp theo là bằng 16 này. 16 nhân với 2 dây thừa. 16 nhân chia cho 2 dây thừa thì bằng 8. Cái thứ ba là 18 chia cho 3 dây thừa là 6 thì nó bằng 18 chia 3 bằng 3. 18 chia 6 bằng 3. Như vậy chúng ta sẽ viết được khai triển như sau. Đấy. Như vậy là bằng thế này. Rất đơn giản. Tương tự như vậy trong các phần còn lại. Ví dụ còn lại. Chúng ta chụp cho thầy giáo cái bài 3.1, 3.2 để tự giải. Bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Chào các em.